Quá khổ với cái vấn nạn đó là cái lồng vè nỉ mà nó xệ xuống, nó chạm vào cái lốp xe như này nhá. Đây anh em thấy này. Đây. Anh em thấy gì đấy chưa? Cái này chỉ đi một thời gian nữa là nó chạm vào lốp này thôi của anh em rồi. Đấy, lết tha lết hết, nhìn rất là chán đúng không? Thì làm sao để mà cho cái lồng vè này nó đúng về nguyên bản như cái em Ngọc Trinh 18 tuổi. Đây. Cái lồng vè của anh em đi sau thời gian là đây, đất cát nó sẽ ngấm vào như này nhá. Và cái này là nỉ thì nó rất là ngấm mà nó sẽ giữ lại cái đất cát đây. Anh em thấy không ạ? Đấy. Và cái vấn mà để lâu như này là nó sẽ xuống và nó sẽ hỏng và nó sẽ nát hết cái lồng vè này, mà chi phí thay mới cái lồng vè này rất là cao. Mà xong rồi anh em thay mới mà anh em lại không xử lý đi thì nó lại tiếp tục lại bị như này, thì cái chu trình tuần hoàn nó lại như thế. Thì để giải quyết cái vấn đề đấy thì hãy đến với Akara Auto để bên em hóa cứng cái lồng vè này cho anh em nhá. Nó vẫn được giữ nguyên tính năng chống ồn cho anh em, chứ không phải hóa cứng xong nó sẽ rất là ồn đâu nha. Hóa cứng xong cái này nó chỉ mềm dẻo đi nhưng mà vẫn giữ form cho anh em đấy. Hãy đến với Akara Auto để bên em hóa cứng cho các bác.